xử đi. Xong hồi mình quay tiền số luôn nha. Rõ ràng không, 40 ngàn tiền chứng, ở đây 3 tờ, 30 ngàn à. Tôi cũng vẫn còn lỗ, đúng không? Rồi cà phê đi nữa kìa. Sao vậy, nghỉ ăn nghỉ uống luôn. Xài luôn. Ừ. Em vợ vậy, máy của em hư cũng vậy, cũng là nghỉ xài luôn, làm gì giờ. Chào con vợ chị đẹp, dạ chào chị đẹp kìa. Ừ. Con vợ hỏi bộ đồ chưa đâu, hỏi mặc chứ không phải kìa. Sao vậy? Mặc cái đó mất công đi vô ra, người ta chui vô, ta chui ra. Cái đó mà em đi đặt lọc thì chính xác không? Ừ. Cá lóc cá gô gì nhảy vô. Ừ. Trời trời trời, nay nó bông gì ngủ trời. Đẹp hơn nghe. Đâu đâu đâu, quay qua coi, chụp cái coi. Ờ, gần lại chú coi. Ờ, giữ vô luôn nha. Giữ vậy sao? Rồi. Quá ok. Rất mạng luôn trời. Đang like trực tiếp là rất mạng rồi. Vô lại giùm con cái coi. Nhớ lại cái cả nhà coi. Mày cũng mời cầm mà. Thôi ông uống cà phê, tôi uống nói cho tôi chưa uống nữa. Rồi bởi vậy mãi tao hỏi uống không à. Mấy ông uống ra đi nè. Tôi cũng chưa uống luôn. Chưa có đụng gì đó hết trơn á. Báo tối nay tôi uống được. Báo nhỏ không. Chiều tối uống phê lắm. Phê cái tối nóng ngủ không được. Ngủ không được, cái thức chạy lung tung hết. Sợ tối ngủ không được, mộng du chạy qua bên nhà trọ mà đẹp nữa báo. Coi có thằng trộm nữa vô kiếm mà đẹp không. Tập chết à. Ừ. Vậy không? Mẹ, tôi thích là tập chết à. Bạn thấy video này, tôi coi tôi không có ngủ được. Cái vậy? Không có gì. Gắn mic giờ để vô trong chỗ gần cái bị coi. Đi tôi nghe coi có chữ tôi không. Tao rải nó đi. Gắn ngay gần cái bị kìa. Sao bữa nào bán số có 97 giờ trời. Giờ 2 tấm với nãy 1 tấm tới 3 tấm nè. À. Rồi uống quay đi chút xíu quay đi. Rồi. Năm xưa tôi nhớ năm xưa nhớ về tình. Làm gì tao đẹp. Qua kêu đây, hai ba trứng đi ăn đi. Mấy trứng? Chị ăn mấy trứng gì kêu đi em không ăn. Kêu năm trứng à. Chị muốn ăn mấy trứng đó chị ăn đi. Ăn đi rồi hồi lấy số qua trả mợ tiền cho người ta. Tao gỡ đi trời. Đi kêu đi. Nó bưng quê quán đây nè. À, giờ để em đi kêu dịch qua nghe cả nhà. Ôi, năm chân, năm chân, con qua đây. Quá yếu rồi. Chỉ thôi là biết rồi. Chị xíu. Thôi là ăn không lại chị xíu nè. Sao bây giờ sao cái mít cũng có hụ có câm gì trời. Giữ bên rồi. Đó. Mời khán giả học dịch kìa. Khoan. Coi như là cái sàn diễn của chiều hôm nay là của chị đẹp hết luôn đó.
xử đi. Xong hồi mình quay tiền số luôn nha. Rõ ràng không, 40.000 tiền chứng, ở đây 3 tờ, 30.000 à. Tôi cũng vẫn còn lỗ, đúng không? Rồi cà phê đi nữa kìa. Thôi vậy nghỉ ăn, nghỉ uống luôn. Trời ơi, không chớ này. Lỡ lấy rồi. Lỡ yêu rồi, làm sao gặp được em ơi. Những đêm buồn nhìn về gì mãi xa rồi. Đêm bao thu rồi, làm bao nhiêu tình mà đành quên sao. Em đừng đành quên sao, tình mình hôm nay đâu ngờ là thương đau. Nó yêu nhau rồi sao. Nhớ lúc ăn giá tờ, chiều phải cuối đường. Ăn đi ha, ăn cho mạnh khỏe đi ha. Em ngồi em hát, em phục vụ cho chị đẹp ăn ha. À, ok không? Rồi, ok. Ok, ok, okay nắm quá. Ok, number one luôn ha. Thôi ơi. Nhìn hoàng hôn rơi, nắm tay em. Rồi, cảm ơn con. Tiền nước luôn em gái. Mình yêu nhau mãi suốt đời nhé em. Chiều kia sẽ phải. Bấm hộ. Tiền nước em gái. Học dịch không? Chị đẹp mời kìa. Sao vậy? Chị đẹp mời em gái học dịch tiếng cái. Hả? Nói qua đây đi, chị đút cho Cương ăn. Đi. Qua đây đút cho lại đi. Phải kệ, qua đây, qua đây. Những đêm nhìn về gì vẫn xa xôi, đêm bao vui rồi làm bao yêu tình mà đành quên sao em. À, cái trứng này không ăn lợn, trứng rửa lỡ ăn luôn đi. Mời khán giả chị chạy. Mời rồi, mời các bạn nha. Cả nhà nghe rõ không? Cả nhà tự nhiên cái bích nó bị tuột màu quá, không biết nó có bị hết pin không biết nữa. Sống thì vẫn nổi tục tục, nhưng mà không, tự nhiên cái bích cái nó hạ cái màu ánh sáng xuống nó hụt. Đành quên sao anh nợ đành quên sao, tình mình khổ nào đau ngờ gặp thương đau. Cách khi gì tình nhà thấy chị đẹp ăn ngon lành kìa. Thấy chị đẹp ăn mà mình còn thấy mất ghiền nữa. Rồi cái trứng kia cúng cái gì ạ? Xong lấy ngang giá giá dài trời. Không ai cũng để đó. Để đó hả? Để nó ngó chơi đó hả? Ôi trời. Ngộ rồi nghe. Ngộ rồi nghe. Rồi chị đẹp làm trứng thứ hai nha cả nhà. Hai trứng rồi chứ. Ôi ăn cái năm hộp là còn yếu rồi. Không lại chị Xuyến đâu. Chị Xuyến là 10 trứng mà 5 con cá lâu kiến làm cái nút. Thank you.
cay sao? Ớt cay rồi. Cay đâu cay, ăn đây người ta ngồi ta cổn thấy cay, nếu mà ăn thấy cay mùi ớt thì nghe không có chút gì gọi là ấm phơi thiệt, không có cay. Em ngồi cay thở mùi gì vậy? Quá cay à? Cay quá, thích xà luôn lên. Ăn làm cho tôi thèm quá trời, còn kiểu này làm tôi thèm sao tôi ăn. Hút gột 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 rồi vô. Trời, chị Xuyến hôm nay làm 20 trứng vịt lộn luôn hả? Ây da. Trời 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 ghê vậy. Một khoảng thì trời ăn dữ trời. Ớt nào mà đổ này vậy ta? Khủng hoảng thiệt chứ. 20 trứng vịt lộn là cũng đỉnh lắm nha, chứ không phải giỡn đâu. Vịt nó nặng bụng lắm, cái nhà 10 trứng mà thấy đã khủng rồi chứ. À, nói với cái bao tử của chị Xuyến cũng tốt á, mới làm được. Trời bạn ơi. Vậy là thời gian sắp tới là chị Xuyến sẽ làm luôn 30 trứng luôn. Đã 20 trứng làm được thì bây giờ là cái mục tiêu 30 trứng là sẽ nằm trong tầm tay của chị Xuyến nữa rồi. Vậy là hôm nay dám ăn 15 trứng vịt lộn không? Rồi ăn đi, cho chị ăn xá láng đó. Làm clip luôn á. Ăn 15 trứng nha. Ừ. Bữa nay là vòng thi đầu tiên là chị đẹp là sẽ làm 15 phát vịt lộn đó, để coi coi trong buổi chiều này chị đẹp làm nổi không nha. Ê nghe, suy nghĩ kỹ không nha. Cởi cởi ăn nổi không? Nổ. Trời ơi năm rồi kêu hả? Năm gì mới có 3, còn 2 năm nào. Trước mắt bây giờ thấy mới có 3 còn 2 trứng kìa. Chừng nào làm nút ra hết 2 trứng thì luôn đi, rồi đứng ra ngoài giờ lên 5 ngón tay ta đem qua tiếp. Ừ. Đó. Xuyến nó làm được 20 trứng thì giờ chị ít chút giờ cũng là 15 quả. Mới dắt chị đi xuống dưới thủy thí được. Khán giả mới cho em hay kìa, Xuyến này chỉ làm 20 trứng thì lộn mình lên chứ gì đó. Ừ. Cũng quản thì trời. Sao mà ăn mạnh thế? Những đêm buồn nhìn về gì quá xa xôi. Cả nhà ủng hộ chị đẹp ăn 15 trứng vịt lộn chiều nay cả nhà. Cả nhà ủng hộ cho chị đẹp xin một like quý vị. Bấm like mạnh mạnh lên cả nhà ơi. Đó, cả nhà ủng hộ kìa. Like quá like tiêu luôn kìa. Trời trời. Trời giờ là chính thức là làm 15 trứng phải không? Trời ơi. Rồi. Rồi bây giờ là chị đẹp sẽ chính thức là thử thách chị hôm nay là ăn 15 trứng vịt lộn. Ở đây cũng là lần đầu tiên là Thanh Liêm đưa chị đẹp ăn 15 trứng vịt lộn luôn quý vị, chứ 10 trứng thì Thanh Liêm đã thấy rồi. Ủng hộ chị đẹp kìa, quá dữ luôn. Bấm like bấm tim quá trời, thả like đi quý vị. Like mạnh lên, like mạnh lên, bấm đăng ký theo dõi Thanh Liêm đi. Mai mốt là Thanh Liêm với chị đẹp sẽ làm những cái hấp dẫn nữa, về ăn uống đi cho cả nhà theo dõi. Không chết ra kêu chị đẹp nha, kêu kêu lần 5 trứng á, đừng có kêu lần 10 trứng. Trứng nó má rồi 8 trứng nữa. Rồi thấy rồi đó, năm phát vậy đó, ăn nó không có ngán, để ra băm liền, nhìn nó là thấy là giỏi ăn liền. Ủng hộ chị đẹp kìa. Trời ơi, tiên 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 tiên. À, mới có năm à, chưa được nửa đồng đường đâu bạn, nửa đồng đường mới 7 trứng gửi, còn giờ bạn chưa mới có được 3/4 à. Ăn xong tối về không bóc họng nghe.
tôi đặt camera tôi thấy ối là thua đó. Tôi chấp nhận tôi trả tiền nhưng mà không có mắc hỏng ối nha. Đó nè, bây giờ bắt hỏng ối là xỉu qua với tôi đó. Tôi mới dắt cho bà đi đấu với bà Chiến á. Tập trước mình phải giật, giật mình mới đi đấu, đúng không? Rồi trả 40.000 này nó tiếp nè. Để mỗi lần qua kêu trả tiền liền. Rồi. Chúc ngon miệng, chúc quý vị ngon miệng. Rồi, cảm ơn. Đang thách đấu. À? Ừ. Rồi làm đi bạn. Đây, đưa khán giả xem. Tiếp tục là năm học đây nghe quý vị. Đưa bên đây, năm qua đây. Ừ. Đó, tiếp tục năm trứng nó là 10 nghe quý vị. Nó mát sẵn cái trứng nha. Rồi. Trong thời gian nhiêu phút nè. Thì ăn bình thường đấy. Bây giờ là đang là 6 giờ 4 phút rồi đó. Từ đây đến 6 giờ 15 phút là phải xong năm trứng đó nghe. Nhiều rồi. 6 giờ 4 phút. Ừ. Rồi làm đi. Rồi tới mấy giờ? 6 giờ 15 phút. Ăn đây 6 giờ 5 phút rồi đó. Một trứng là một phút phải không? Trứng là sao 1 phút được? Trứng là 2 phút mấy á. 53. Giật có lên đẹp ơi, có lên đẹp ơi. Dạ ơi, vô xem nhiều. Mãi lại nóng dạ quá. Ôi, ủng hộ chị đẹp.